Quý ở đó thì quý vị bảo là anh ơi em đang làm một cái album thì anh có thể hát cùng em một bài không? Thì Hà bảo yes, ok, hát cùng em cùng một bài với Kiwi. Thì sau đó thì cô ấy tìm đến Hà và Kiwi gợi ý rằng là em muốn thực hiện cùng với anh mấy cái bài hát nhạc xưa. Thì mình cũng bảo là em cứ chọn bài đi rồi gửi xong rồi anh em mình cùng tập và cùng hát. Thì càng ngày cô ấy chọn mỗi ngày càng hát vài bài gợi ý đưa cho Hà, vài bài đưa cho Hà, rồi xong rồi nó thành ba cái album. Nó là như thế. Và đến với cái thời gian là ngày nào cũng đến phòng thu của Phúc Trường Studio 13 thì một ngày thu khoảng độ 2 đến 3 bài. Vâng. Và phải coi như là phải đe dọa nhạc sĩ Minh Thụy, đúng không? Để mà có thể là phối khí hợp cho nhanh gấp rút cho cái album này. Hà cứ phải dọa rằng em ơi anh ở Hà Nội bây giờ là chính. Covid anh không đi hát, anh về Hà Nội. Anh tránh dịch. Là bây giờ anh vào Sài Gòn 2 ngày em làm ơn em hòa âm cho anh để đúng cái ngày đó là anh vào anh có nhạc anh thu ngay, mà một ngày anh phải thu 3 bài. Đấy là cứ phải dọa và cứ phải nói dối Thụy như vậy. Và cứ thu là cứ thu xong thì lại để đó. Xong rồi cuối cùng là chọn ra được là ba cái album thì một của Quang Hà và Kiwi như vậy chứ. Vâng thưa quý vị, Quang Hà hát hay thì là một cái điều mà đương nhiên rồi. Có lẽ chúng ta không có gì để bàn cãi nữa. Nhưng mà với Kiwi thì thực sự là anh thì anh thấy thế này. Bởi vì không biết là mọi người nghĩ sao về anh thì là người ngoại đạo thôi. Anh không phải là một nhạc sĩ hay là ca sĩ gì cả. Nhưng mà ngày xưa thì anh thấy là Kiwi hát một cách khá là bay bổng, hồn nhiên và có vẻ vô tư lự nhiều hơn. Nhưng mà sau một thời gian rất là dài thì nghe lại Kiwi hát, mà nhất là những cái phút ngẫu hứng ở nhà Quang Hà, thì anh cảm thấy rất là bất ngờ. Thực sự là Quân cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là khác hẳn, một cái giọng ca mà khác hẳn và nồng nàn hơn, mùi mẫn hơn, da diết hơn. Thì em hãy cho mọi người biết là những cái lý do gì để em có được những cái cảm xúc đó trong âm nhạc ạ? Lý do đầu tiên là được ở cạnh người hát hay thì tất nhiên là mình phải hát hay hơn rồi ạ. Còn lý do thứ hai thì em nghĩ đó là sự trải nghiệm. Bởi vì trước đây khi mà em hát nhạc tình á, thì ông sẽ em có nói là em hát nhạc tình nghe nó chả tình cái gì, bởi vì là hình như em chưa có sự trải nghiệm. Và sau này có thể là có sự trải nghiệm hơn một chút rồi, tức là ông xã có nói là phải có nỗi đau thì hát nhạc tình với hay. Và bây giờ hai cái album này thì em thấy cũng đau rồi, cho nên là chắc là hát hay hơn. Anh Dương ơi, đau chưa anh? Đau rồi à? Chết rồi, làm gì mà để cho em đau mà em hát hay thế? Thì trong cuộc sống thì em nghĩ rằng là đau rồi lại hết đau thì nó là một cái luân hồi thôi. Thì cái sự đau vừa phải, cho nên là em nghĩ là nó đủ độ chín để em có thể thu âm hai album như vừa rồi. Và nhân đây thì em cũng gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến anh Quang Hà và anh Quang Cường. Anh Quang Hà thì ngoài là một người anh thì trong phòng thu anh là người thầy nữa. Anh ấy uốn từng cái chữ một cho em. Và anh Cường thì anh là người đốc thúc, cũng như là ví dụ như hai anh em đi thu thì có anh Cường anh sẽ ngồi ngoài anh nghe, anh bảo là rồi chỗ này chúng mày thu chưa được này kia. Thì em nghĩ là đó là những cái gò mà để cho mình có thể đứng ngay đây ngày hôm nay để phát hành hai album. Cảm ơn Kiwi rất nhiều. Cảm ơn tất cả các đơn vị tài trợ, hỗ trợ và đồng hành cùng với hai nhạc sĩ. Xin mời Kiwi một phút để trò chuyện với nhau một cách rất là thoải mái như những người ở trong gia đình. Bởi vì chúng tôi không có muốn dùng là hỏi đáp gì cả. Và đặc biệt là xin được mời các anh chị phóng viên và cũng mong nhận được những cái ý kiến, nhận xét và góp ý của các anh chị nghệ sĩ ạ. Có lẽ là trước khi mà vâng ạ, chắc là em phải đi xuống chị Cẩm Lệ phải không ạ? Dạ vâng ạ. Đã xin mời chị. Đi đường vòng. Chị đứng xa quá, xin chào Quang Hà và Ngô Mai Tre. Kiwi Mai Tre xin lỗi. Chị có hai câu hỏi hỏi tụi em. Thứ nhất, nhưng mà trước hết thì xin chúc mừng một cái sự kết hợp mà chị nghe lại rất là đã. Một cái giọng rất là tình. Và lâu lắm mới nghe lại những cái ca khúc của những cái thập niên 90. Thì rất là chị mới hỏi tụi em là vì sao bọn em chọn lại những cái bài hát mà nó quá nổi tiếng với lại nhiều khán giả.
Và đây là những ca khúc mà người ta đã xử lý rất là thành công. Xong anh Cường với chị Quy nhìn đây nha. Rồi, Cường ơi, rồi cười tươi nè. Ok. Rồi nhìn em Cường. Chị Quy này mặc xuống. Anh đó đặt trước em ấy. Dạ, dạ, dạ. Anh đặt cho em nhạc cho đèn. Đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Khóc của anh. Khóc của anh. Cận nha, cận đôi nửa người. Rồi. Không, lấy cận. Lấy cận á, lấy cận nửa người. Không, lấy cái này. Ok. Ok. Anh có cần ngày hôm nay khi mà nghe Thiên Nguyên trên sân khấu thì cảm xúc của Quyên ra sao ạ? Cảm ơn bạn. Chào cả nhà. Thực ra thì bước vào đây thì từ báo giới truyền thông cũng toàn những gương mặt quen thuộc, rồi tất cả những người thân yêu của Quang Hà thì cũng đều là những người thân của Quyên. Và trên sân khấu thì là hai người mà Quyên rất là yêu. Kim Huy thì thực sự là lâu lắm mới thấy trở lại vì mải kiếm tiền mảng khác nhiều hơn đi hát. Anh ra chỉ có bọn mình vẫn kéo kẹt với nghề hát thôi. Yeah. Những người kinh doanh mảng khác giàu hơn. Anh đã là đùa thế thôi. Chứ thực ra thì quan trọng là thời điểm và mình phải biết mình làm cái gì đối với nghệ thuật. Nó căn cứ là một ngày hay một giờ, một tháng, một năm phải ra cái gì mới là chứng tỏ mình yêu nghề. Và thời điểm này đúng là thời điểm mà hai anh em đủ duyên để thực hiện cái album này. Và phải nói rằng khi mà Quyên nghe cái đĩa demo của Hà, đó là mấy đứa rủ nhau đi Thanh Hóa đi lễ, thì Hà là tổ lái, Hà lái xe rất là giỏi. Và trên cái quãng đường đấy thì chọn cái quãng đường đó là nghe cái CD này của Hà và Kiwi. Bản thân Quyên là một người mà cách thể hiện giọng hát của Quyên nó
nó nặng và nó giống như là nó rất là chứa nhiều những cái day dứt và nhiều cái tâm sự ở trong đó. Thôi khi mà nghe Hà với lại đặc biệt là Kiwi hát ý, tôi bất ngờ chứ, bởi vì nhà xưa không có bài nào dễ cả đấy đó. Nghe thì nó dễ nghe nhưng nó không hề dễ hát. Nhà xưa là khó rồi. Đó. Thế là khi mà nghe cái sự trong trẻo của Kiwi thì rõ ràng Hà nói rất là đúng là Hà đã nương theo Kiwi để làm sao mà như hai cái trái tim phơi phới, như hai cái tâm hồn đang yêu mới yêu ấy. Hát nhạc xưa nhá, cái đấy rất khó luôn nha. Bởi vì nhạc xưa vốn nó đã đau đớn rất nhiều nỗi niềm, kể cả những bài hát có tiết tấu, các khúc nhạc ngoại lời Việt cũng thế và nhạc Việt Nam cũng thế. Và quên có một cái cảm giác, nói chung là diễn tả một cách đơn giản là khi mà nghe hai anh em hát một thế nhẹ hết người, nó nhẹ người giống như là mình nó khác hẳn những cái người khác thể hiện, tất nhiên khác hẳn Quyên nhá. Quyên thì không có cái sự trong trẻo và bay bổng diệu kỳ thế được đâu. Thì bản thân Quyên vốn đã là một cái người mà và đó mà hát mọi người cũng biết trong nhiều năm rồi, và đặc biệt khi mà nghe cái album này thì rất Quyên thích, Quyên thích thật sự đấy, chứ không phải đây là vì đến đây dự họp báo mà lời hay ý đẹp gì đâu. Mọi người khi mà nghe mọi người sẽ cảm nhận thấy rất là rõ cái sự nhẹ nhàng bay bổng và cái sự phơi phới. Và dù hầu hết thì vẫn là những ca khúc buồn man mác, nhưng mà hai anh em có thể hiện rất là thích, rất là hay. Và rất đặc biệt là một cú ngoạn mục của Kiwi, đầu tiên phải làm sự dũng cảm nhé. Đó, Kiwi đã dũng cảm khi mà vượt lên chính mình để mà đủ tự tin để mà thể hiện những cái bài hát nó đi cùng năm tháng và đã trong tim mọi người. Và khi mọi người nghe thì mọi người hãy nghe xuống tâm thế của Quyên, nghe tâm thế của một trái tim yêu nhạc xưa, yêu những bài hát kinh điển, hát một cách rất khác nhá, chứ đừng có phân tích gì quá nhiều cả. Bởi vì như thế cái cảm xúc rất là mới mẻ và tươi thắm, như thế nó rất cần cho những ca khúc vốn đã quen thuộc. Và Quyên nghĩ rằng đây là phải dành một tràng pháo tay cho hai anh em trong hai cái album này. Vâng, em cảm ơn chị. Thôi nhé em, cảm ơn. Anh xin đã giữ, ok, và anh xin giữ. Bắt đầu nhìn máy để với ạ.